phiên tòa xét xử Trương Hồ Phương Nga và Nguyễn Đức Thụy Dung lừa đảo 16,5 tỷ đồng của ông Cao Toàn Mỹ tiếp tục nóng lên trong phần thẩm vấn các nhân chứng xung quanh các bức thư Dung tuồn từ trại giam cho bạn trai và vai trò của nhân chứng bí ẩn Nguyễn Mai Phương. Trương Hồ Phương Nga khai ông Cao Toàn Mỹ dọa cho bắt Nga về tội bán dâm nếu không trả lại tiền. Về phần người bị hại, ông Cao Toàn Mỹ khi được hỏi tại sao lúc đầu tố cáo Nga vay tiền nhưng không trả, sau lại tố cáo Nga lừa đảo, thì ông Mỹ trả lời do lúc đầu ông chưa thu thập đủ tài liệu nên tố cáo vậy, sau đó đã làm đơn khác và mục đích cuối cùng là đòi được tiền. Liên quan đến việc tạo lập giấy tờ mua nhà giả, thì Nga nói rằng do Mai Phương xúi, bởi Mai Phương bảo quan hệ của anh Mỹ bên công an nhiều. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và cập nhật thông tin. Tại huyện Phú Quốc, Kiên Giang, Tòa án quân sự quân khu 9 đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án và tuyên phạt bị cáo Trịnh Tấn Vinh, 21 tuổi, ngụ thành phố Rạch Giá, người đã đâm chết một trung úy quân đội với mức án 19 năm tù giam. Trịnh Tấn Vinh cùng bạn xảy ra cự cãi và dẫn đến rượt đuổi đánh nhau khi đi hát karaoke. Sau khi đuổi đánh một đối thủ khác không được, Vinh quay lại và gặp Phan Thanh Ngoan, 30 tuổi, quê Vĩnh Long, là quân nhân của lữ đoàn 950, quân khu 9, đang đứng bên đường để trò chuyện với một người bạn. Tưởng rằng Ngoan là đồng bọn của đối thủ nên Vinh dùng dao xếp bằng kim loại đâm vào người Ngoan một cái, làm Ngoan tử vong tại bệnh viện. Một chiếc xe bồn đã bị dập nát hư hỏng hoàn toàn sau khi hút vào đuôi một xe tải trên xa lộ Hà Nội. Theo một số người chứng kiến, xe bồn biển số 57L4422 chạy trên xa lộ Hà Nội hướng từ Suối Tiên đi ngã tư Thủ Đức thì bất ngờ hút vào một xe tải gặp sự cố đang dừng sát lề bên phải. Cú tông làm xe tải này lao về phía trước, tông tiếp vào một xe tải khác tạo nên một chuỗi va chạm liên hoàn. Tại hiện trường, ba phương tiện dính chặt vào nhau, phần đầu xe bồn dập nát biến dạng hoàn toàn, kính chắn gió bể nát đổ ra đường, hai xe tải còn lại bị hư hỏng nhẹ, rất may không làm ai bị thương. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do tài xế xe bồn ngủ gật. Thưa quý vị, phóng điện là một khả năng rất dễ xảy ra và có thể gây chết người, nhất là vào mùa mưa và gặp tình trạng sấm sét. Với những hình ảnh mà chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị ngay sau đây là những cảnh báo về sự nguy hiểm của rất nhiều nhà dân được xây dựng không an toàn dưới những đường điện cao thế tại thành phố Hồ Chí Minh. Trước thềm bộ phim remake Sắc Đẹp Ngàn Cân chuẩn bị ra rạp, đã có khá nhiều những tiết lộ hậu trường xoay quanh vai diễn đặc biệt của Minh Hằng. Vì trong phim, nữ diễn viên xinh đẹp mảnh mai này sẽ phải vào vai một nữ ca sĩ có vóc dáng to béo, nên cô đã phải độn quanh người lớp hóa trang bằng silicone đặc biệt, với các kỹ thuật tạo hình khá mới đối với điện ảnh Việt. Thế nên trong một chia sẻ gần đây, Minh Hằng cho biết cô đã rất đuối với vai diễn lần này. Với một bộ phim Sắc Đẹp Ngàn Cân này thì Minh Hằng rất là hí hửng khi mình có thể được hóa thân thành cô mập. Mình nghĩ là sẽ rất là nhiều cái thú vị, tại vì mình chưa bao giờ trải nghiệm là một cô gái mập. Thì khi mình được khoác một cái màu áo mới vào thì chắc chắn là cái tâm lý của mình nó cũng sẽ thay đổi rất là nhiều. Và thật sự là nó một sự thay đổi rất là lớn. Bộ phim này Minh Hằng chỉ nhớ nhất mỗi lần Minh Hằng phải bước vào cái phòng hóa trang thôi là Minh Hằng nổi da gà hết, mình cảm nghĩ mình giống như một con chuột chết và đang bị bẫy nha, trong một đống keo. Và ngày nào mình cũng phải chịu cái việc đó trong vòng từ 20 tiếng, có ngày là quay nhiều là 20 mấy tiếng.
mà ai cũng mặc áo lạnh, 2-3 cái áo lạnh, mình rất là nóng, người mình lúc nào cũng chảy mồ hôi, thì nó hãi hùng vô cùng. Khi mà nhắc tới bộ phim đó thì mình chỉ nhớ tới mỗi lần mà mình mặc cái bộ đồ đó vào thôi. Mỗi lần mình đứng dậy hay là ngồi xuống thì đều phải có người hỗ trợ, chứ mình không thể nào làm được một mình với cái thân thể mập như thế. Thưa quý vị, trước vấn nạn ấu dâm và xâm hại tình dục trẻ em ngày càng trở nên nghiêm trọng, thì vừa qua ca sĩ Trang Pháp đã có buổi phát động dự án âm nhạc cộng đồng Đừng Để Con Một Mình, cũng nhằm để đánh động vào vấn nạn xã hội này. Ca khúc Đừng Để Con Một Mình đã được quán quân giọng hát Việt 2017 Alin Hoàng Dương thể hiện đầy cảm xúc trong buổi ra mắt dự án cùng tên tại trường quốc tế TAS, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Nữ ca sĩ Trang Pháp cùng nhiều khách mời đã chia sẻ những câu chuyện đầy xúc động và thẳng thắn về nạn ấu dâm, đồng thời kêu gọi cộng đồng nâng cao nhận thức và tìm ra giải pháp để bảo vệ trẻ em khỏi những hành vi xâm hại tình dục. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Trường Xuân, 19 tuổi, sinh viên của một trường cao đẳng tại Đà Nẵng, về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số, chiếm đoạt hơn 1.400 thẻ cào của những người chơi game. Tại cơ quan công an, Xuân khai nhận mua tên miền, thiết lập và sử dụng 6 website giả mạo hệ thống của game Garena để lừa đảo chiếm đoạt thẻ cào điện thoại của người dùng. Tất cả 6 website Xuân đều đăng ký email nhận thông tin tài khoản chiếm đoạt được có tên là tiểuquýtử8@gmail.com. Khi người chơi game nạp mã số, mã series thẻ cào điện thoại tại các website giả mạo thì sẽ tự động chuyển tiền vào tài khoản VIPBay với mức quy đổi từ 18 đến 20% giá trị thẻ nạp. Trong quá trình phạm tội đã lừa đảo, Xuân đã chiếm đoạt được 1.410 thẻ cào điện thoại và hơn 66.000 tài khoản game Garena. Số tiền thiệt hại đến nay cơ quan chức năng xác định được là hơn 140 triệu đồng. Đội tuần tra đồn biên phòng Bát Sát, Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai vừa bắt giữ hai đối tượng đang vượt biên vận chuyển 47 kg pháo nổ từ Trung Quốc về Việt Nam. Đó là Phan Văn Tính sinh năm 1987 và Nguyễn Đăng Cường sinh năm 1995, cùng trú tại thị trấn Nông Trường Nghĩa Lộ, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cả hai khai nhận đã vượt biên sang biên giới Trung Quốc chơi và mua toàn bộ số pháo trên với mục đích về Việt Nam bán kiếm lời. Tất cả số pháo mà hai đối tượng vận chuyển là 198 bánh pháo, tổng trọng lượng các bánh pháo là 47 kg. Hiện vụ việc đang được đồn biên phòng Bát Sát củng cố hồ sơ và phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.